chỉ sợ những người mà uống thuốc của nhà cô thôi, không uống là khỏi 100%. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp, gọi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%. Ai đang gặp các vấn đề về xương khớp, gọi cho tôi cam kết chữa khỏi 100%.